Ekip giặt đồ thơm lâu như ngoài tiệm mà không phải ai cũng chỉ cho các bạn biết đâu nha. Hồi trước thì xài bột giặt không à, nhưng mà sau này chuyển qua nước giặt á, mà loại mấy trăm ngàn một chai thì thật sự là hao quá, xài không có đủ anh chị, cho nên là mà mình mua cái loại nước giặt trôi nổi ngoài thị trường thì không an toàn cho da tay, cho sức khỏe của mình nha. Cho nên mình thử mình săn cái nước giặt Sakiti này trên TikTok nè. Đó, bình thường nghe người ta nói là cái nước giặt này mà sạch mà nó thơm lâu lắm nha, mà lại hơn lavender nữa, độ lâu hơn đến 48 tiếng lận. Khi sử dụng mình thấy nó dễ dàng đánh bay những vết bẩn cứng đầu, nhưng mà vẫn làm bền màu của vải và quần áo nha anh chị. Đây em thử tẩy một vết ố nè. Thành phần thì dịu nhẹ, không hại da tay nha anh chị ơi. Với thành phần tẩy trắng cho nên nhiều lần mà em giặt bằng tay thì da tay ra vẫn không bị ăn nha anh chị. Giặt xong thì ra cái mùi rất là thơm luôn. Đó, mà hôm nay TikTok bị lỗi mà mua hai bịch, chỉ tính tiền có một bịch thôi nha anh chị. Đó, anh chị lít vô hàng góc trái màn hình giúp em nha.